Rồi, hello tất cả mọi người. Thì lời nói đầu tiên xin cho Thái gửi lời chào yêu thương đến mọi người trên kênh Sức Sống Mới. Chúc cho mọi người một ngày đầu tuần thật là vui vẻ nè. Thì ngày hôm nay thì Thái lại tiếp tục cập nhật tình hình của các em buôn bán. Thì hôm nay là Thái đang có mặt tại tiệm ăn của bé Don. Thì hôm nay Thái sẽ đưa mọi người đến với gỏi bé Don nha mọi người. Thì một cái địa điểm cũng là khá quen thuộc với mọi người đúng không nè. Thì hôm nay thì Thái quay trở lại đây để cập nhật cái tình hình bé Don và Trang Thi buôn bán như thế nào mọi người. Bao nhiêu vậy anh? Thì trong thời gian trong tình hình dịch bệnh như thế này thì bây giờ thì Thái sẽ vào bên trong cùng trò chuyện với bé Don nha mọi người. Đây một anh chàng gỏi rất là đẹp trai luôn mọi người ơi. Hello bé Don nha. Hello anh, hello. Để anh hỏi tiền cái. Ok ok. Rất là lâu mới gặp anh Thái luôn á. Là nhiêu? Đây mọi người, hôm nay bé Don đang bán mang về mọi người, đặt grab đó mọi người. Xin chào mọi người và xin chào kênh Sức Sống Mới nha. Thôi trước mắt thì trước tiên thì thôi để Thái quay sơ qua những cái món ăn của bé Don nè. Những món rất là quen thuộc. Món quen thuộc mọi người, đây là gỏi nè mọi người, gỏi cuốn của bé Don nha, nó nhìn rất là hấp dẫn luôn. Còn đây là những topping của gỏi đu đủ và gỏi ngó sen. Nó nhìn rất là hấp dẫn nha mọi người. Đó, thì trước hết thì Thái cũng xin nhắc lại cái địa chỉ ở đây để cho mọi người dễ hiểu hơn, để mọi người biết hơn. Địa chỉ ở đây đó chính là 307 Đồng Văn Bơ, phường 13, quận 4 nha mọi người. Thì trong cái tình hình hiện nay với Don thì anh thấy là dịch hiện nay nó chuẩn bị nó bùng phát lại đó. Dạ. Thì không biết là tình hình hiện nay, tình hình chung á, thì tất cả những cái quán nhà hàng nè, bị đóng rồi cửa tiệc cưới nè đều đóng cửa hết, thì không biết là cái tiệm của mình thì hoạt động như thế nào. Tiệm em thì hiện tại hoạt động cũng bình thường, nói chung là nó vắng hơn bình thường chút xíu thôi, chứ nó không phải là nó ngừng hết, tại vì ở đây đa số người ta mua về cũng nhiều lắm. Còn bình thường á mà lúc mà dịch mà ổn định rồi thì quán em rất là đông, quán em đông lắm, không có chỗ ngồi luôn á. Thì trong thời gian vừa qua thì khi mà bé Don trong cái cuộc sống thì anh có nghe nói là em hình như là em đang có một cái khóa học gì đó để làm hay đúng không? Dạ. Là cái đó mình học bên thì hiện này. Tại là trong thời gian qua mà em kinh doanh quán gỏi thì nói chung là cũng ổn định rồi. Xong rồi á thì ở nhà thì Trang Thi bán rồi, em còn có hai cái chị kia phụ em nữa, nói chung là hỗ trợ em. Rồi sắp tới em sẽ làm mở thêm một cái con đường khác là mình làm thêm á anh. Thì hiện tại thì em đang làm cho công ty bảo hiểm nhân thọ AIA. Là em làm cũng được còn một tháng mấy rồi. À, dạ. Công ty bảo hiểm nhân thọ AIA. Đúng rồi, thì công ty AIA chắc em nghĩ là mọi người chắc ai cũng biết đến, thì rất là nổi tiếng. Dạ. Cái đó là cái giống như là mình mua bảo hiểm đúng không? Đúng rồi, bảo hiểm nhân thọ đó anh. À. Dạ. Thì cũng như hôm nay em sẽ sẵn anh Thái quay đi, em sẽ chia sẻ. Thứ nhất á, cái công việc chính của em á thì vẫn là quán gỏi tại địa chỉ 307 Đồng Văn Bơ, phường 3, quận 4. Và công việc thứ hai của em cũng là công việc chính luôn. Hiện tại thì em đang rất là yêu thích cái hai công việc này. Nên mọi người nếu mà có cần quan tâm về chăm sóc sức khỏe và bảo vệ và tiết kiệm cho các bạn và gia đình thì các bạn cứ liên hệ với em nha. Liên hệ số điện thoại là 0859100188. Rồi công ty bảo hiểm nhân thọ AIA thì em nghĩ cho mọi người ai cũng biết đến rồi. Thật sự công ty này cũng rất là đứng đầu châu Á của ở Đông Nam Á. Thì với những người mà người ta không biết á thì em có thể là chia sẻ sơ lược về cái công việc đó như thế nào không? Ví dụ như khi mà mình tham gia cái bảo hiểm thì em sẽ nói sơ được thôi nha. Còn cái vấn đề mà mọi người muốn biết kỹ hơn á thì mọi người cứ liên hệ với em tư vấn kỹ hơn. Thì bảo hiểm nhân thọ thì mọi người sẽ nghĩ đến là sẽ người ta sẽ chi trả vấn đề mà rủi ro không biết trước được xảy ra anh, là không có đoán trước được những cái rủi ro mà xảy ra, không có đoán trước được. Nói chung là như vậy đó. Tại vì cuộc sống mà đâu có ai biết được thời gian tới mình thấy như thế nào đâu. Thì mới ra một cái công ty bảo hiểm nhân thọ là để nói này cho đúng, cho mất công, để mình không có bảo vệ quyền lợi đi. Đúng rồi, bảo vệ quyền lợi và những rủi ro không biết trước được của tất cả mọi người á. Mình nói sơ sơ vậy thôi. Thì thật sự thì bảo hiểm nhân thọ rất là nhiều mà em mới vô làm nên em cũng đang học hỏi, cần phải học nhiều lắm thì em mới biết được hết tất cả mọi thứ là như thế nào.
Mà đó, em mới vô làm thôi chứ em cũng bán được một hộp đồng rồi đó nha mọi người. Vậy đó hả? Dạ. Vậy thì cũng nói chung là cũng bước ra một bước khởi đầu rất là thành công rồi. Thì cái do là ngày xưa Bảo hiểm nhân thọ là do tư vấn viên hay do các cái làm ảnh hưởng quá nhiều đối với người Việt Nam mình, đôi khi người ta không có hiểu được á, người ta sẽ có cái nhìn khác về bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà ngày nay rồi nó không còn giống ngày xưa nữa. Nên mọi người có muốn quan tâm về chăm sóc sức khỏe và bảo vệ và tiết kiệm về sau này á, để cho gia đình hoặc là cho những người thân trong gia đình để có một cái khoản mà để mình dự bị trước á, thì mọi người cứ tìm hiểu bảo hiểm nhân thọ của AIA nha mọi người. Sao hồi dạo này thấy Trang Hy ít nói quá vậy ta? Trang Hy ít nói quá vậy Trang Hy? Cái kiểu như không có lên quay lâu quá vậy. Lâu quá, không có quay, không có tương tác cho mọi người. Cái giờ cũng biết nói sao hết trơn á, thật sự. Em quay về, em quay em nói vậy giờ đi ăn nhậu vô nó hùng nó đi. Lâu quá, không có làm liếm, cái quên chữ quên nghĩa hết trơn rồi. Nói chuyện có trong cái ông mấy bà hay câm mà đã mắt đúng không? Có công mình nói này đến nọ lâu quá. Lâu quá hoài. Quá trời. Trong cái thời gian hiện nay mọi người thì cái tình hình dịch bệnh cũng đang tràn lan. Thì nếu mà mọi người có yêu mến Bedon hay là Trang Thi mà mọi người muốn ăn gỏi á, thì mọi người có thể nằm ở nhà thôi. Đó, mọi người cứ lấy cái điện thoại ra và mọi người điện thẳng vào số của Bedon này một chút xíu nữa. Thì em sẽ ghim ở trên cái video này để cho mọi người dễ thấy hơn. Để mọi người có thể là nhắc cái điện thoại của mình lên và bấm số và alo với Don ơi, ship cho chị, cho anh, cho cô một phần hai phần gì đó đến cái địa chỉ này, thì ngay lập tức là mọi người sẽ được thưởng thức những cái món gỏi và những cái món của bé Don bán nha mọi người. Thì hôm nay thì em qua đây thì để cập nhật tình hình của bé Don. Trong tình hình hiện nay thì nhìn chung thì bé Don cũng nói là hiện nay thì khách thì mua mang về thì cũng khá là ổn nha mọi người ơi. Thì trong cái thời gian này thì bé Don vẫn bán gỏi và vẫn làm cái công việc bảo hiểm nhân thọ. Dạ. Song song với nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Thì lúc trước anh nghe nói là em thường em mở bán là từ lúc 1 giờ. Mà hồi nãy anh nghe Trang Hy nói là mà Trang Hy mở từ lúc 9 giờ sáng. Thì thật sự là 1 giờ thì mới mở cửa, nhưng mà nếu mà mọi người có ăn uống buổi sáng thì thật sự là ở đây là 9 giờ là mở cửa mất tiêu rồi. Mà bây giờ em như khách quen rồi đó anh. Xe mà khách thường ta đặt tiệc này nọ là cũng lại sớm để em có đầy đủ đồ để bán hết. Tại vì em dậy rất là sớm, đi chợ từ 7 giờ mấy là em dậy rồi. Em đi chợ là để đồ có đầy đủ hết tất cả mọi thứ luôn á. Vậy ví dụ như có người khách nào ta hàm ăn quá mà 7-8 giờ sáng người ta lại người ta mua có không? Vẫn có mà. Ok. Dạ. Vậy là ai nếu mà mọi người ai mà có thèm, mọi người mà cái khung giờ khoảng 7-8 giờ sáng mọi người giống có như mấy anh chị mà đặt tiệc đám hỏi gì, đám giỗ á, đám đãi nhà đó, là toàn là đặt buổi sáng không á. Xong mới tối em sắp xếp sẵn hết rồi này nọ, sáng rồi mở cửa ra rồi chị đến lấy thôi. Ok, ok. Dạ. Nè. Thì nè, nói chung là gỏi bé Don này có thể là mọi người có thể là đến bất cứ lúc nào. Đó, mọi người có thể thèm lo bất cứ lúc nào mọi người cứ đến, nhưng mà đừng có 12 giờ đêm đi mọi người. 12 giờ đêm thì bé Don không đón kế tiệm. Mà Trang Hy tiếp. Em là về đêm. À vậy luôn hả? Dạ. Thôi chết rồi. Em là về đêm, bé Don không kế tiệm. Ở trên sân thượng là cô của em, ở dưới cô dưới này là bán, ở trên đó là muốn giao vô thì cứ lên trên gặp em đó, lên trên là nơi của Trang Thi. Mọi người đến đây mà mọi người không muốn ăn gỏi, mọi người muốn nhậu với Trang Thi, giờ Trang Thi vẫn tiếp được luôn nha mọi người. Đó Trang Thi em chấp đó luôn. Không ăn gỏi mà giờ nếu mà cứ chỉ gỏi ra hút phòng bia hai anh em cũng chơi tay đôi luôn. Bình thường có gì chưa nói không. Câu hỏi này tới vậy nha bé Don. Dạ. Em có cái bí quyết nào mà có thể giữ cho cái nhan sắc của em nó không phai tàn không? Thì bí quyết hả anh? Đơn giản lắm, nói chung là mình cuộc sống thì nó có rất là nhiều thứ mình để suy nghĩ đúng không? Thì mọi chuyện mình nghĩ nó đừng có nghĩ nó kêu bằng gì ta? Sâu xa quá hả? Đừng có nghĩ nhiều quá. Nói chung á, ai cũng có thể lúc mà khó khăn. Thì mình cứ nghĩ đơn giản thôi, mình cố gắng mình vượt qua thôi. Bản thân em cũng vậy, thì em cũng có rất những lúc mà em giống tưởng chừng như là em không có vượt qua được luôn. Tại vì không? Nhiều cái nó dồn dập quá, mình không thể nào mà mình nghĩ thôi chắc là xong rồi đó, thôi mình để vậy đi, mình cố gắng mình làm mà tất cả mọi thứ thì từ từ công việc nó cũng ổn định thôi. Thì em thường em rất là vui, em không có suy nghĩ nhiều. Sáng em ngủ dậy rất là sớm nha, em 7 giờ mấy em dậy là em đi chợ các thứ, rồi em qua đây anh làm. Thì công việc của em hàng ngày xong cái là bình thường, trưa thì em hay hẹn khách đi cà phê. Thì cái nghề
hay rủ khách đi cà phê, mình nói chuyện tâm sự, xong mình sẽ chia sẻ về bảo hiểm, xong mình chia sẻ bảo hiểm xong cái mình dẫn khách về ăn gỏi. Anh thấy không, làm hai này nghề này quá xuất sắc đúng không? Đúng rồi. Quá tiện lợi. Nhưng mà thật ra từ lúc em làm bảo hiểm nha, khách trong công ty bảo hiểm của em ăn gỏi ở đây rất là nhiều, và khách hàng cũng ăn gỏi ở đây rất là nhiều, là nói chung là cũng có thêm nguồn doanh thu. Làm công việc nè, mình vừa mình bảo vệ sức khỏe cho mọi người, tất cả mọi người, rồi mình cái quán mình có thêm doanh thu, nói chung là cũng như vậy là quá trọn vẹn rồi đúng không anh? Vậy là cái bí quyết của em là giữ sắc đẹp cho mình, là chỉ là sáng thức sớm ra đi uống cà phê với đúng rồi, cái chuyện gì mình cũng nghĩ nhẹ lại chứ mình không có đụng chạm vào mỹ phẩm đúng không? Có nhưng mà cái điều quan trọng thì tất nhiên phải xài mỹ phẩm, mà tại vì da mình ngày càng ngày nó sẽ lão hóa thời gian, mỹ phẩm rất là quan trọng. Thì nói chung cái quán gọi của em thì em không, chắc không cần quán giới thiệu nhiều rồi đúng không mọi người? Người muốn đến ăn thì cứ đến đây nha. Thì sẵn hôm nay em sẽ chia sẻ cái này nè, rất là quan trọng luôn á. Công ty em vừa mới ra một cái này nè, là giống như trong tình hình dịch bệnh Covid đang diễn phức tạp á, khách hàng của AIA nha, khách hàng của AIA nếu mà đã tham gia bảo hiểm rồi mà lỡ như mà có bị mà Covid này nọ mà xảy ra vấn đề thì sự kiện bảo hiểm thì AIA vẫn chi trả bình thường luôn á. Thực sự là cái điều này là rất là tốt luôn á, nên mấy anh chị cứ yên tâm mà để tham gia bảo hiểm nha. Không phải để em suy nghĩ em nói sao ta, cũng như là quyết định này vừa mới ra để hỗ trợ thêm cho khách hàng của AIA luôn em nghĩ cũng là ok đúng không anh? Tại đúng vì rồi. Cái Covid đâu có ai muốn mình bị đâu, mà cái sự mình bị mình cũng chưa biết được mình. Ngày xưa cái đợt dịch đầu tiên á, nếu mà mình bị thì là nhà nước sẽ tài trợ cho mình miễn phí. Còn đợt 2 và đợt 3 thì tự mình sẽ chi trả cái số tiền mà khi mà mình cách ly. Yeah. Đó. Thì nếu mà có cái khoản mà bảo hiểm mà nó thực hiện như vậy thì cũng là tốt cho mình. Thì thường là mình tham gia bảo hiểm nhân thọ đó là mình giống như mình tử vong hay thì tự rủi ro xảy ra mình mới bị được chi trả đúng không? Ta gọi là sự kiện bảo hiểm á. Còn cái này hiện nay là giống như mà thời này Covid quá trời, mình đâu có biết được mình đi như thế nào đâu, mà bị thì bảo hiểm vẫn chi trả bình thường. Công ty em vừa mới ra quyết định hôm nay luôn. Rồi ok, cho bé Don và Trang Hy nha. Thì dạ. Vừa qua thì em cũng đã cập nhật cái tình hình của bé Don và Trang Hy bán gỏi mọi người. Thì nếu mà mọi người có yêu mến bé Don và Trang Hy thì mọi người hãy đến địa chỉ 307 Đoàn Văn Bơ, phường 13 quận 4 để ủng hộ cho bé Don và Trang Hy. Và mọi người mà có muốn tìm hiểu thêm về bảo hiểm nhân thọ AIA của bé Don hiện nay đang làm thì mọi người hãy liên hệ trực tiếp với bé Don nha mọi người. Thì số điện thoại thì Thái sẽ ghi ở dưới cái màn hình này. Thì hôm nay thì anh đến đây thì cũng chúc cho em sẽ được gặt hái được nhiều thành công trên cái con đường của em, và quán lúc nào cũng đông khách nè và được mọi người yêu mến nè. Dạ. Rồi và bây giờ thì Thái và bé Don và Trang Thi xin chào xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.